Ông Pompeo cảnh báo ông Tập nếu tấn công Đài Loan, ông sẽ phải trả giá rất đắt. Đài Loan trở thành cái gai ngày càng nhức nhối trong áp lực thống nhất của ông Tập. Quý vị đang theo dõi phần 2 mục tin Đài Loan ngày 1 tháng 7 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Theo Reuters hôm thứ Ba 29 tháng 6, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo trong một cuộc phỏng vấn đã nói về quan hệ Hoa Kỳ-Đài Loan cũng như mối quan hệ giữa Hoa Kỳ ở cả hai bên eo biển và cảnh báo ông Tập Cận Bình cùng nhà cầm quyền Trung Quốc rằng nếu họ tấn công Đài Loan, họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Ông Pompeo cũng tuyên bố rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về việc làm do dỉ virus và che giấu dịch bệnh và Hoa Kỳ nên tẩy chay thì phát hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Ông Pompeo đưa ra nhận định trên trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với chương trình tin tức The National Desk của kênh truyền hình Shinkai. Trong cuộc phỏng vấn, ông Pompeo đã thảo luận về mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Đài Loan, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ ở Trung Quốc và Đài Loan và việc bảo vệ tự do tôn giáo ở Hoa Kỳ. Vào tháng 3 năm nay, Ngoại trưởng đương nhiệm Antony Blinken đã tổ chức một cuộc họp gây tranh cãi và xung khắc với Dương Khiết Trì, nhà ngoại giao cấp cao nhất của Trung Quốc và các quan chức chính phủ cấp cao khác của Trung Quốc. Ông Blinken phản đối chủ nghĩa độc đoán ngày càng tăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại cuộc họp. Đặc biệt, đề cập dựa trên những hành động gần đây của chính quyền Trung Quốc ở Hồng Kông và Đài Loan. Ông Pompeo cho rằng, vì những hành động gần đây, Hoa Kỳ cần hỗ trợ nhiều hơn cho Đài Loan, đồng thời ca ngợi nỗ lực của chính quyền Biden trong vấn đề này. Ông nói, "Chúng ta đã hứa sẽ cung cấp các hệ thống vũ khí phòng thủ cho Đài Loan và chúng ta nên tiếp tục làm như vậy. Chính phủ Trump đã cung cấp cho họ máy bay chiến đấu F16 và nhiều hỗ trợ khác nhau." Cho đến nay, Năm nay, chính phủ Biden đang làm rất tốt. Họ tiếp tục tiến hành các hoạt động hải quân. Tôi khen ngợi chính phủ hiện tại đã làm như vậy. Ông Pompeo cũng đưa ra những nhận xét mạnh mẽ về bất kỳ hành động nào của Dương Kết Trì và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối với Đài Loan. Nếu họ có hành động chống lại Đài Loan, họ sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Nếu chúng ta tỉnh táo, nếu chúng ta cứng rắn, nếu chúng ta chính trực, chúng ta sẽ nói đây là những điều sẽ xảy ra. Tôi tin tưởng chúng ta có thể ngăn chặn cuộc tấn công Đài Loan. Vào ngày 4 tháng 5 năm nay, ông Blinken cũng cảnh báo rằng nếu ông Tập Cận Bình ra lệnh xâm lược Đài Loan, đó sẽ là một sai lầm rất nghiêm trọng. Ông nói rằng điều rất đáng lo ngại là Bắc Kinh dường như đã có một cách tiếp cận khác và áp dụng các hành vi hung hăng hơn. Ông Blinken nói, "Chúng tôi cam kết rằng sẽ có cách để bảo vệ Đài Loan, cam kết này sẽ không biến mất." Đồng thời, tôi nghĩ rằng sẽ là một sai lầm rất nghiêm trọng cho bất kỳ ai cố gắng phá hủy hiện trạng bằng vũ lực, ông Blinken cho biết. Ông Pompeo người từng là giám đốc CIA đầu tiên của chính quyền ông Trump, cũng đề xuất rằng Trung Quốc nên bị loại khỏi Tổ chức Y tế Thế giới và Hoa Kỳ, không nên cử các vận động viên đến Thế vận đội Bắc Kinh 2022. Thậm chí chính phủ Hoa Kỳ có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt. Khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia các lễ kỷ niệm 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên khắp đất nước trong tuần này, các quan chức của Đảng cầm quyền tiếp tục cảnh báo cần tránh xa vấn đề Đài Loan. Đây là vấn đề đã tồn tại dài dẳng, nhưng đến nay Bắc Kinh vẫn chưa có giải pháp lý tưởng nào để thực hiện tham vọng thống nhất. Đài Loan, chính thức được gọi là Trung Hoa Dân Quốc, có một lịch sử phong phú từ trước khi Nhật Bản chiếm đóng và trước thời kỳ hậu chiến, đảng cầm quyền khi đó là quốc dân đảng đã chuyển thủ đô đến Đài Bắc năm 1949, năm cuối của cuộc nội chiến và bắt đầu thời kỳ thiết quân luật gây chia rẽ kéo dài 38 năm, tạo nên những ảnh hưởng còn kéo dài cho đến ngày nay. Tách biệt với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới thành lập khi đó bởi eo biển Đài Loan, Đảo quốc này đã trải qua những thay đổi trọng yếu, bao gồm việc mất đi các đồng minh ngoại giao quan trọng và sự chuyển đổi dân chủ thành một quốc gia đa đảng vào năm 1990, mở ra tiềm năng và bản sắc độc đáo của riêng mình. Trong khi đó, các quan chức tại Bắc Kinh chưa bao giờ từ bỏ tham vọng thống nhất Đài Loan vào Trung Quốc. Đó là một chủ đề thường trực của cửa miệng của các nhà lãnh đạo từ Mao đến Tập. Đặc biệt, ông Tập rất chú trọng tới vấn đề này giới lãnh đạo trung quốc khẳng định họ theo đuổi việc thống nhất một cách hòa bình nhưng đồng thời từ chối loại trừ việc sử dụng sức mạnh quân sự để giải quyết tranh chấp theo hướng có lợi cho họ các nhà quan sát lưu ý tầm quan trọng của quan điểm chính sách này khi công chúng yêu dân chủ của đài loan ngày càng không mặn mà với các đề nghị bằng củ cà rốt của bắc kinh khiến trung quốc phải thường xuyên sử dụng cây gậy nhưng khi trung quốc càng ngợi ông tập là nhà lãnh đạo tối cao mới của đất nước do ông rất có thể sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có tại đại hội đảng lần thứ 20 vào năm tới. Nhiều người đã chỉ ra cách tiếp cận cứng rắn của ông Tập đối với mối quan hệ xuyên eo biển Đài Loan và ngoại giao chiến lang là lý do tại sao Đài Loan khó chấp nhận sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong một bài phát biểu vào tháng 1 năm 2019, ông Tập đã ca ngợi những ưu điểm của mô hình một quốc gia hai chế độ của Trung Quốc được sử dụng ở Hồng Kông và Macau, đồng thời nói rằng sự phân chia qua eo biển không nên tiếp tục cho một thế hệ khác một năm sau, Tổng thống Thái Anh Văn của Đảng Dân Chủ Tiến Bộ Cầm Quyền ở Đài Loan đã được bầu lại với số phiếu kỷ lục khi công chúng thể hiện rõ thái độ chống Trung Quốc của mình. Chính phủ Trung Quốc mô tả bà Thái và Đảng Dân Chủ Tiến Bộ là những người ủng hộ ly khai, bất chấp việc bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử kép với nhiệm vụ duy trì hiện trạng hai bờ eo biển. Kể từ năm 2020, phản ứng của Bắc Kinh là tăng cường sức ép kinh tế, ngoại giao và quân sự đối với Đài Bắc. Đa số các nhà phân tích đồng ý rằng ông Tập bất chấp giọng điệu cứng rắn hơn và những lời lẽ đe dọa ngày càng nhiều màu sắc hơn, đang tìm cách ngăn chặn sự độc lập về mặt pháp lý của Đài Loan thay vì chiếm đoạt hòn đảo, ít nhất là trong ngắn hạn. Nhưng những hành động gây hấn ngày càng leo thang của Trung Quốc lên Đài Loan đã thu hút được sự chú ý và thông cảm của các đối tác quốc tế, báo chí, dường như khiến Bắc Kinh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường cưỡng chế để giải quyết vấn đề. Không có minh họa nào tốt hơn về điều này trong những năm gần đây hơn Hoa Kỳ và Nhật Bản, nước láng giềng và đồng minh quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan ở Châu Á. Với chức quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Joe Biden, cũng như các thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Yoshihide Suga, cả Washington và Tokyo đều thể hiện mức độ ủng hộ chưa từng có đối với Đài Bắc, mặc dù chưa có quan hệ ngoại giao chính thức. Đồng thời các nước cũng chống lại làn sóng phản đối của Bắc Kinh, điều mà một số người coi là áp lực buộc công tập phải thực hiện lời hứa với Đài Loan, mà ông và các quan chức của mình chưa từng hứa trước công chúng. Sean Ebert Hostet, một nghiên cứu sinh tiến sĩ về nghiên cứu so sánh châu Á tại Đại học Quốc gia Singapore, lập luận rằng Hiểu biết về Đài Loan ở Trung Quốc thực sự là cực kỳ hạn chế. Ông nói với News trong một cuộc phỏng vấn gần đây, bất kỳ nỗ lực nào để thể hiện sự hiểu biết hoặc thậm chí chỉ để giải thích về Đài Loan sẽ bị chính phủ vùi dập và bị những người theo chủ nghĩa dân tộc hung dữ đập nát thành từng mảnh. Ông nói các học giả và quan chức của Trung Quốc về Đài Loan chỉ dựa vào công việc của họ và các tác phẩm ủng hộ Trung Quốc để cố vẽ ra thực tế. sơ cho biết Trung Quốc đã tạo ra kỳ vọng cao về vấn đề Đài Loan. Ông lưu ý. Bắc Kinh trong quá khứ đã từng là người theo chủ nghĩa phiêu lưu, nhưng bắt đầu một cuộc xâm lược Đài Loan sẽ là một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều so với bất cứ điều gì xảy ra trước đây. Các nước láng giềng quanh eo biển Đài Loan liên lạc thông qua các cơ quan chính phủ chuyên trách thay vì các bộ ngoại giao tương tự của họ. Vì cả hai đều không chính thức công nhận bên kia, nhưng Hội đồng các vấn đề đại lục MAC của Đài Bắc và Văn phòng các vấn đề Đài Loan TAL ở Bắc Kinh đã không tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao có ý nghĩa nào kể từ khi bà Thái nhậm chức vào năm 2016 mỗi bên đều đổ lỗi cho bên kia về sự bế tắc. Đến nay, điều này vẫn tiếp diễn bất chấp nỗ lực của bà Thái nhằm khởi động lại cuộc đối thoại bằng cách bổ nhiệm một bộ trưởng hội đồng các vấn đề đại lục mới vào tháng 2. Bộ trưởng Đài Loan về đại lục Chiêu Tai -san đã kêu gọi Bắc Kinh chia sẻ hơi ấm của mùa xuân và sau đó kêu gọi tính xây dựng một cách lấp lửng đối với vấn đề chủ quyền đều bị văn phòng các vấn đề Đài Loan bác bỏ. Văn phòng khăng khăng đòi Đại Bắc công nhận cái gọi là đồng thuận năm 1992 và nguyên tắc một Trung Quốc, trong đó tuyên bố Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc. Theo Son Sung Kung, một nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc gia ở Đài Bắc, hai thay đổi lớn trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Tập đã dẫn đến bế tắc xuyên eo biển hiện nay. Thứ nhất là người dân ở hai bên eo biển ngày càng có quan điểm khác nhau về vấn đề thống nhất. Chiến thắng của Đảng Dân Tiến năm 2016 cho thấy người dân Đài Loan không hài lòng về chính sách tiếp cận Trung Quốc của chính phủ quốc dân đảng, ông nói. Thứ hai, cựu Tổng thống Trump bắt đầu một cuộc đối đầu mới giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tăng cường ủng hộ Đài Loan Điều này khiến Đài Loan có xu hướng ủng hộ Hoa Kỳ hơn là Trung Quốc, ông lập luận. Ông Cung nói rằng tình trạng bế tắc ở eo biển Đài Loan sẽ vẫn còn và khi ông Tập tiếp tục nắm giữ quyền lực chính trị, chính sách Đài Loan của Trung Quốc sẽ tiếp tục cứng rắn. Đảng dân tiến và đảng đối lập chính quốc dân đảng nên tiếp tục cố gắng thuyết phục Trung Quốc tham gia vào các cuộc đối thoại có ý nghĩa, cùng tồn tại hòa bình mà không khiêu khích lẫn nhau, ông nói. Ông Cung cũng lưu ý sự cần thiết phải thay thế nguyên tắc một Trung Quốc của Bắc Kinh, nói rằng nguyên tắc này không còn được người dân Đài Loan chấp nhận đối mặt với áp lực quân sự gia tăng từ bên kia ở biển đài loan đã công khai lên tiếng quyết tâm bảo vệ mình bất kể khung thời gian thống nhất mà trung quốc đe dọa đằng sau hậu trường chính quyền của bà thái đã tiếp tục mua vũ khí phòng thủ từ washington và tuân theo lời khuyên chiến lược của họ điều này bao gồm cả việc thực hiện cải cách cơ cấu trong các lực lượng vũ trang của hòn đảo đặc biệt là lực lượng dự bị của nó mà các nhà quan sát cho rằng vốn không có động cơ và không được huấn luyện một vấn đề quan trọng khác là phải hiểu rõ hơn về kẻ thù ngoài việc xây dựng quân đội ven biển vùng sáng bắt buộc, cản trở chính trị và tiếp tục các chiến dịch thông tin sai lệch. Vẫn chưa rõ Trung Quốc có ý định thu phục nhân tâm Đài Loan như thế nào. Trong bất kỳ cuộc thảo luận nào với Đài Bắc, phản ứng phổ biến nhất của Bắc Kinh vẫn là nhấn mạnh sự bất khả xâm phạm của Đài Loan như một phần của lục địa Trung Quốc cũng như tính tất yếu của việc thống nhất. Khi được hỏi liệu Đài Bắc có chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc nhân kỷ niệm 100 năm thành lập hay không, đại diện Hội đồng các vấn đề đại lục nói với Newsweek Chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc không tôn trọng dân chủ và nhân quyền và thiếu khả năng phản tỉnh lịch sử. Có sự khác biệt lớn giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các giá trị được cộng đồng quốc tế chia sẻ. Hội đồng cho biết, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tròn 100 tuổi, nó sẽ tiếp tục cuộc chiến chính trị và đe dọa quân sự chống lại Đài Loan. Điều này không có lợi cho các mối quan hệ và tương lai lành mạnh xuyên eo biển Đài Loan. Tuyên bố tiếp tục, Chúng tôi kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc tôn trọng thực tế lịch sử, thừa nhận Trung Hoa dân quốc và tôn trọng sự kiên định của 23 triệu dân Đài Loan về sự phát triển của các mối quan hệ xuyên eo biển dân chủ và tự do, từ bỏ việc áp đặt các khuôn khổ chính trị và đàn áp mạnh mẽ những người khác, và quản lý sự khác biệt thông qua đối thoại mang tính xây dựng để các mối quan hệ xuyên eo biển có thể bắt đầu trên con đường tương tác lành mạnh. Chúng tôi kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc đối mặt với những thách thức của kỷ nguyên mới này, thực hiện các cải cách dân chủ càng sớm càng tốt và trả lại quyền lực cho nhân dân. Hội đồng nói thêm. Phần hai, mục tin đa biển Đài Loan của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.